Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ tư ở Mountain Time, Bắc Mỹ. Chúc anh chị em các bạn ở quê nhà một ngày mới an khang thịnh vượng. Thì nói chung tình hình chính trị, xã hội, đất nước và con người. Xã hội thì chính trị mọi nơi thì nó xèo vậy thôi anh chị các bạn. Thời buổi giờ cộng đồng mạng rồi nó cũng xôn xao lắm. Giống như không phải hồi xưa nữa. Tin tức rồi người ta cập nhật cũng rất là lẹ. Và cũng bên cạnh đó nó xảy ra những cái tình trạng gọi là những cái tin tức giả, fake news. Nó làm cho người xem bị xáo trộn. Thành ra trên không gian mạng này mình lên mình đọc tin tức đồ như mình xem đồ vậy, mình cần phải thận trọng. Như các bạn thấy gần đây thì mấy ngày gần đây thì ở Mỹ nó lộn xộn về vấn đề bắn giết nhau. Đối với tôi thì sống ở Mỹ lâu rồi, mấy cái chuyện lùm xùm đó chẳng có gì là nó mới lạ. Thì bởi vì một cái xã hội Mỹ, hỏi anh chị em chứ 320 triệu dân Mỹ, mà trong khi đó 375 triệu súng ống là người dân Mỹ họ giữ đó, anh chị em các bạn. Chứ anh chị các bạn nghĩ thì cái vấn đề mà súng ống đạn dược, nhiều khi người ta họ bức xúc về cái xã hội với lại cái thời kỳ 4.0 này. Các bạn biết technology, khoa học kỹ thuật cao, nó đẩy con người ta đi vào trong những cái sự bế tắc, chứ không phải là ai cũng có cái cuộc sống tốt hơn khi mà khoa học kỹ thuật nó cao. Đấy, khi mà cái cuộc sống người ta bế tắc thì họ bị túng quẫn hay họ bức xúc. Rồi vấn đề truyền thông mạng nó thiếu sự minh bạch. Các bạn ý lại truyền thông mạng nó tạp nhạp. Thì theo thống kê thì những cái vấn nạn mà anh chị em các bạn thấy trên mạng đó, những cái tệ nạn đó đa số là nó ảnh hưởng bởi truyền thông. Truyền thông như là phim ảnh nè, game nè. Nhất là game. Các bạn biết hiện nay những cái game trò chơi điện tử rồi đó, nó dẫn ra nhiều cái vấn nạn lắm. Rất là nhiều. Cho nên những cái hệ lụy đó nó kèm theo những cái vấn nạn cho một cái xã hội. Về cái ngành mà súng ống bên Mỹ, anh chị các bạn biết hiện nay đó, cái ngành súng ống á, nó hái ra tiền là bọn tư bản Mỹ á, nó sản xuất, bên tụi sản xuất đó, mỗi một năm như vậy anh chị các bạn biết đó, nó cái ngành của nó là 17 tỷ đô la. Rồi bên ngành sản xuất súng với đạn đó, chứ mình chưa nói đến còn bên mà bán đó, bên mà những cái cửa hàng mà họ bán mà họ thu về cái súng mà họ bán ra là mỗi một năm vậy là 11 tỷ. Thì anh chị em các bạn nghĩ đi, cái ngành súng ống bên Mỹ 28 tỷ đâu phải là nhỏ, đâu phải là ít. 28 tỷ rất là lớn. Cho nên nó giải quyết vấn đề súng ống đạn dược bên Mỹ là cả một cái nan đề, chứ không phải là giỡn. Nó rất là nhiều nan đề. Cho nên thằng hết đời tổng thống này tổng thống kia rồi nó giải quyết rồi cũng không đi vào đâu vào đó hết anh chị các bạn. Nó giải quyết hoài cũng lòng vòng, cũng không đi đến một kết quả gì. Khi có chuyện thì mấy thằng tổng thống, mấy thằng chính trị nó nhảy vào, ô thế này thế nọ, bên này đã kích bên kia đã kích bên nọ. Nhưng mà xong rồi vài hôm nó im rồi
đâu vào đấy. Rồi mai mốt khi người ta bức xúc đó, rồi bắt đầu họ xách súng ra họ bắn tiếp. Anh chị em các bạn nghĩ đi, 375 triệu súng ống nó nằm ở ngoài dân sự họ nắm, thì anh chị em các bạn nghĩ đi, cái số lượng súng ống đó đâu phải là nhỏ đâu, rất là lớn, cực kỳ lớn. Mà trong khi đó dân Mỹ có khoảng 320 triệu thôi, thì những cái chuyện mà xung đột nhau về súng ống ở bên Mỹ là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Tại vì nó trở thành thói quen người ta sử dụng. Thằng Mỹ nó là dân cao bồi mà, nó lập quốc này, nó ra nó qua nó chiếm cái Bắc Mỹ này rồi nó lập lên cái quốc gia của nó từ mấy thằng cao bồi mà. Nó bắn súng với nhau, nó chơi súng với nhau, nó quen rồi. Đấy. Thành ra khi mà anh chị các bạn thấy về vấn đề cái mô hình xã hội Mỹ nó phức tạp lắm. Thành ra đâu phải nước Mỹ là một cái thiên đường đâu. Nhìn thấy nó như vậy chứ nó cũng muôn màu muôn mặt. Như lại bên thường phải chia sẻ, hồn ai nó giữ anh chị các bạn. Hồn ai nó giữ. Đây, có tiền á thì đi ra những cái khu như vậy, mình cất nhà cất cửa thì các bạn thấy không, nó yên tĩnh, xe cộ nó cũng ít, đời sống nó yên lặng. Còn mà mình đi vào trong những khu thành phố lớn á, những cái khu mà tập trung những cái dân mà lao động phổ thông mà đời sống họ nó tùm lum tà la trong đó đó, thì nó vô cùng phức tạp. Khi có những cái sự việc xảy ra thì nó bắn giết tối ngày. Các bạn biết là đó, mình ở trong những cái khu thành phố đó, ngày nào mà không nghe tiếng mà xe cảnh sát hụ còi hay là xe cứu thương nó chạy, nó hụ còi. Mỗi lần mà xe cứu thương mà xe cảnh sát mà nó chạy nó hụ còi á là biết có chuyện rồi đó. Là anh chị các bạn nghĩ đi, là biết có chuyện rồi. Nó ồn ào lắm. Nhiều khi đi làm về phi ngang những mấy cái khu đô thị, mà cái khu mà dân mà Mỹ Đen rồi dân Mỹ Thực Cơ Việt Nam rồi mấy cái dân tộc Mỹ Trắng Mỹ Đen nó trà trộn nhau, nó có những cái sự mâu thuẫn trong vấn đề mà xã hội đó, và nó đọp nhau. Anh chị các bạn biết ngay cả cái vụ mà hồi cái vụ mà 911, cái biến cố mà 911 á, cái vụ mà ở New York nó làm sập hai cái tòa nhà đó. Cái vụ đó không mà tụi Mỹ Trắng nó cũng đi ra nó kỳ thị, nó giết mấy cái dân mà da màu thì đó, nó tức á. Các bạn biết không? Xã hội cho nên phức tạp lắm. Thành ra ở Mỹ sống thì mình phải biết ngó trước ngó sau thôi. Cái đất Mỹ này mà nó không phải giống như cái tụi mà chống cộng cực đoan nó lên trên này, nó hô hào thế này thế nọ. Các bạn, tôi nói anh chị các bạn mà qua Cali trong cái khu người Việt ở thôi là nó đã phức tạp rồi. Đấy, cái lối sống của người Việt mình trong cái khu mà người Việt ở đó là nó đã hỗn độn rồi. Nó cực kỳ hỗn độn. Sống ở những cái khu mà giờ dân cư mà thưa thớt như vậy, anh chị các bạn thấy nó yên bình lắm. Xe cộ thì cũng không nhiều. Người thì thưa, nhà cửa cũng vậy thưa thớt. Còn mà chiều xuống mà sau giờ làm việc về đó, chỉ các bạn ở những khu đô thị lớn đó, xe lúc nào nó cũng kẹt hết, nó dày đặc. Nhiều khi người ta kẹt xe, người ta lái xe, các bạn biết chiều vậy nè, trời nắng nóng hay mùa đông hay mùa lạnh vậy, con người ta mà Mỹ, mà dân Mỹ nó dễ bị stress lắm, nó dễ bị khủng hoảng với tinh thần lắm, tại vì sức ép của nó rất là lớn, nó làm việc rồi á. Thì nhiều khi nó bực mình á, khi lái xe lỡ tạt ngang đầu hay là người ta vô tình người ta lách cái xém đụng nó hay quẹt nó cái, nhiều khi nó cũng bực mình, nó cũng có thể kiếm chuyện và nó bắn nhau nữa. Nó mâu thuẫn trong cái xã hội đủ thứ hết á, anh chị em các bạn biết. Thành ra cái vấn đề mà bắn nhau Mỹ, mình ở trong cái đất nước Việt Nam mình yên tĩnh, mình không có thấy giết nhau về những cái súng ống đạn dược giống như kiểu Mỹ. Khi lên mạng thấy các bạn thấy nghe hãi hùng, như là mình sống thì thấy nó quen rồi. nó không còn cái gì xa lạ nữa, nó không có ấy là cái gì mà
cũng xa lạ. Thì theo lại mình thấy là như vậy, cho nên nhiều khi lên mạng thấy chuyện có bạn chia sẻ về vấn đề mà bạo loạn ở Mỹ, súng ống được, nó không phải như Việt Nam mình cuộc sống nó, người dân nói chung là nó trong mâu thuẫn xã hội thì người ta chỉ chửi nhau chửi qua chửi lại thôi, nó vẫn có những cái chém giết, nhưng mà nó không khủng khiếp như bằng Mỹ đâu. Các bạn biết có những cái cuộc mà nó tắm máu với nhau rất là dã man, chưa nói đến những cái băng đảng mà nó tranh giành những cái địa phận với nhau nữa. Các bạn biết ngay cả những cái tụi nó gọi là drug cartel, tụi Mỹ Tây Cơ đó, nó tuồn những băng đảng của nó tuồn scam ma tí, rồi nó buôn người vô trong nước Mỹ nè, nó giết người còn dã man nữa, nó giết nhiều người theo kiểu mà tử hình đó, bắn đằng sau óc, bắn tới, không thì nó cũng chặt đầu. Lâu lâu tụi mật vụ Mỹ nó khám phá, lâu lâu nó cũng bắt ở mấy dọc theo biên giới cái thành phố Yuma, rồi những cái hố chôn tập thể anh chị không ạ, những cái băng đảng được. Cho nên bên Mỹ này hồ mãi nó giữ, còn mấy cái tụi mà chống cộng lên mạng nó hô hào theo Mỹ hay là những cái đa nguyên đa đảng theo Mỹ thì thằng Mỹ nó không giống ai đó, cái lối sống và cái sinh hoạt của nó không vậy. Còn đèn nhà ai nấy sáng, chán nhà ai nấy sỉ. Các bạn thấy ở bên Mỹ này đâu có ai mà chiều hay sáng cứ ngồi ngoài trước hay là để cái bàn uống cà phê hay là ngồi quán uống cà phê đông người bên ngoài, hiếm lắm, ít. Bên Việt Nam nhà cửa rồi người ta sống nó, con người Việt Nam nó gần gũi nhau nhiều hơn, nhiều khi hàng xóm láng giềng rồi ai ai cũng biết nhau. Còn bên Mỹ này là cái cuộc sống nó khép kín lắm, nhà cửa rồi không bị, chiều về là mạnh ai nấy đóng cửa chặt lại hết hàng rào. Vậy chứ nhiều khi nó còn leo qua chứ không phải giỡn đâu. Các bạn mà không có hệ thống an ninh hay là máy quay phim đồ chó đồ, nhiều khi nó cũng leo qua, chứ đâu phải Mỹ nói là tôi để xe đạp nó không mất đâu, vẫn chơi rồi. Nói không mà xe hơi, xe ô tô một năm nó ăn cắp tốn mấy trăm tỷ, nó ăn cắp cái thiệt hại kinh tế Mỹ. Nó xe đồ mà để lỡ hở là nó đập kiến là nó chôm á. Các bạn biết còn xe đạp mà mình đi mà mình không khóa lại nó vác lên nó khiêng nó chạy. Chứ không phải là giỡn đâu, ở trong mấy khu đô thị á, chứ không phải là nói ở bên Mỹ để xe đạp để đồ ở ngoài không mất vẫn chơi rồi. Xe đạp để ngoài chừng 1-2 tiếng hồ à, các bạn dựng cái rồi đi vô cái là phá lại ha. Lúc trước mình có, tại lúc trước mình có cái khu nhà cho thuê ở trong thành phố á, cái gia đình của cái bà này cũng nghèo lắm, cái xe đạp bị mất hoài à, nhỏ này đi làm nhà hàng á, nó đạp xe đạp đi, cái mình thấy vậy mình cũng cho nó chiếc xe đạp, kêu nó phá lại. Rồi dài bữa mới hỏi nó đâu rồi, nó mất nữa anh lại. Ý là nó phá lại á, nó phá lại rồi nó vác lên vai nó khiêng nó chạy. Các bạn ơi, khủng khiếp, công gì vậy, nó phá lại mà nó vác lên nó chạy. Nhiều khi người Việt của mình thấy tụi Mỹ đen hay tụi Mẹm hay mấy tụi mà dân hút chích đồ á, nó làm vậy nhiều khi cũng đâu dám đụng tới, làm thinh thôi. Có những lúc nó đè đầu đó, nó giật dây chuyền, thiếu gì xã hội Mỹ mà. Còn những cái chuyện súng ống đạn dược thì nó muôn thở, lâu thì nó xảy ra mấy cái chuyện vậy đó, chứ không phải là do đảng phái nào nắm quyền cả, không phải là do ông Bill Clinton ổng ra những cái luật là cấm súng ống, không thế này thế nọ, là bắt người dân phải kiểm hồ sơ lý lịch khắt khe mới được mua súng ống. Các bạn thấy những người mà nó giết người hàng loạt như vậy đó,
là nó mua súng có giấy tờ mà nó được kiểm, nó được xét lý lịch rất là kỹ lưỡng đó chứ đâu phải là không đâu. Cho nên cái thời kỳ, cái thời kỳ trong, nhất là trong cái thời kỳ mà hàng Mỹ nó cái chính sách toàn cầu hóa đó, nó chứ rồi những cái technology của nó, truyền thông của nó truyền thông nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề mà an ninh trật tự xã hội anh chị các bạn. Ngay cả ông Trump ông cũng lên tiếng vấn đề truyền thông, phim ảnh, game, nhất là game. Game các bạn biết những cái game bây giờ nó bạo loạn dữ lắm. Các bạn thấy như thằng ở Việt Nam mình, như thằng Luyện, các bạn nhớ câu chuyện thằng Luyện nó giết người không? Nó cũng chơi game, nó nghiện game á. Rồi nhiều khi nó ra nó sống nó bị ảo, con người nó bị ảo, rồi nó quen nó ngồi trên đó giết rồi nó ảo. Ở bên Mỹ thì cũng vậy, vì khi những cái giới trẻ, những cái tụi mà đa số những đứa trẻ trẻ nó ra nó ghiền game, ghiền mạng đồ trên đó, bắt đầu nó bị lôi cuốn, nó kéo theo những cái hệ lụy. Cho nên Việt Nam mình cần phải củng cố vấn đề mà truyền thông, truyền thông nó đóng vai trò quan trọng trong cái thời bình này anh chị các bạn biết, truyền thông nó rất là quan trọng. Truyền thông mà không có minh bạch rõ ràng mà để cho nó tự tung tự tác, nó loạn, nó loạn ghê lắm anh chị các bạn. Mà khi nó loạn như vậy thì nó kéo nhau ra ngoài xã hội, nó bắn giết nhau, nó giết nhau. Việt Nam không có súng thì nó giết con dao vậy thôi. Hello, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Cho nên là bên chia sẻ về vấn đề mà súng ống đạn dược bên Mỹ này. Các bạn biết đi ra ngoài mấy cái chỗ mà cửa hàng bán súng vô thấy ngọt mắt luôn kìa. Vô mà không muốn mua thấy cũng phải muốn mua đó. Không muốn mua chỉ vô coi thôi mà các bạn thấy là muốn mua rồi. Nó làm mình nhìn thấy ngọt mắt thì đã lắm kìa. Súng đủ loại đủ kiểu, cỡ nào cũng có hết. M16, AR-15, AK-47 rồi những cái loại súng trường, rồi những cái loại súng mà súng ngắn handgun, rồi đủ loại đủ kiểu hết. Nhìn thấy em mê lắm. Ý là gì, súng bây giờ nó mắc hơn hồi lúc trước rất là nhiều rồi. Các bạn biết gần như gấp đôi giá mà dân Mỹ nó vẫn mua ầm ầm. Tại vì vấn đề an ninh xã hội ngày một lúc nó không, người dân Mỹ người ta không cảm thấy tự tin vào vấn đề mà luật pháp an ninh đó, về vấn đề những người cảnh sát Mỹ họ có thể nhiều khi họ không đến để làm mà bảo vệ họ kịp thời trong cái vấn đề mà cướp bóc hay những cái vấn nạn xảy ra. Các bạn thấy trong mấy năm trước thì nó xảy ra ở trường học gặp hát. Như gần đây thì nó xảy ra ở mấy khu chợ, cái bên Mỹ nó gọi là copycat. Nhiều khi nó có những cái chuyện như vậy, mấy cái thằng mà nó sống ảo trên mạng đó, cái sẵn dịp vậy nó muốn nổi tiếng, các bạn biết không, nó ra nó làm thử, cái thành ra nó kéo theo vụ này, nó kéo theo vụ tới. Thì bây giờ tụi chính trị nó ra nó xào lên để đặng mà tìm cách làm cho người dân họ bớt hoang mang vậy thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Rồi kia các bạn sẽ thấy từ từ rồi. Lâu lâu cái nó làm ra một trận vậy đó, nó kéo một nồi như vậy đó. Một năm vậy Mỹ nó có khoảng 40.000 người chết vì súng đạn mà. Anh chị em các bạn nghĩ đi, mỗi một ngày vậy nó có hơn 100 người chết vì súng đạn. Mỗi một ngày vậy. Cái các bạn nghĩ ngày vậy có hơn 100 người chết vì súng đạn rồi. Còn kia, cho nên còn những cái vụ mà bắn giết nhau mà nó gọi là hàng loạt như vậy đó thì lâu lâu mới xảy ra. Nó xung đột nhau vấn đề chủng tộc rồi làm ăn công việc. Như cái thời kỳ mà công ăn việc làm ở Mỹ nó khó khăn, thất nghiệp đồ nhiều á, nó cũng xảy ra vấn đề bắn giết nhau nữa. Nhiều khi những người trong hãng đồ họ mất công ăn việc làm, anh chị các bạn biết, họ tức mấy thằng boss á, xách súng vô rồi bắn. Hồi lúc trước mà khi mà kinh tế Mỹ khó khăn, nó cũng xảy ra nhiều vụ đó lắm.
nó xách súng vô cơ quan nó bắn. Cho nên nó Mỹ này đi đâu cũng vậy, mình đi ra phải ngó trước ngó sau, phải mở tia truyền thông lên mình nghe coi những cái tin tức nó có những cái sự bất ổn ở đâu để làm mình tránh né. Thời tiết khí hậu đồ cũng vậy, nhiều khi đang lái xe vậy có những trận bão ồn mà màu màu nó kéo tới không hay, nên mình cũng phải nghe thông tin. Thì nói chung cái xã hội Mỹ mà nó là một cái quốc gia chẳng giống ai, luật pháp nó cũng vậy, cái vấn đề mà đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập của nó cũng vậy chị các bạn, nó cũng chẳng giống ai, mà chẳng ai giống được nó với nó hết cả. Cho nên khi mà nó đem những cái thứ mà tự do dân chủ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập đến những cái quốc gia khác như ở Trung Đông rồi, các bạn thấy nó bị xáo trộn, những cái quốc gia khác đó, nó không hợp được, thành ra nó bị xáo trộn. Bởi vậy tôi nói rằng Mỹ nó đi đến đâu là nó mang đến chiến tranh rồi tội ác tới đó. Bởi vì ông Labin đó, ông ghét Mỹ, ông nói thằng Mỹ là cái thằng tội lỗi, nó đi đến đâu là nó mang tội lỗi tội ác tới đó. Tại vì nó không có làm phù hợp với là cái văn hóa của quốc gia người ta, và cái văn hóa của nó nghĩ văn hóa mà hiệp chủng quốc của nó đem tới rồi nó nghĩ là nó sẽ phù hợp, nhưng mà thật ra nó làm xáo trộn những cái đời sống xã hội, làm cho chinh chiến. Với lại có cái chơi với nó chỉ vì quyền lợi của nó thôi, nó có quyền lợi của nó thì nó nhảy vô nó làm, nó làm xong rồi nó không cần nữa, nó xách đít nó đi à. Còn cái hệ lụy gì ở đó thì kệ tụi bay, lâu lâu tao cho tụi bay ít tiền tụi bay dằn ship vậy thôi. Nó ỷ nó có cái đồng tiền của nó đó, nó bơm nó làm xáo trộn xong nó thảy đồng tiền ra rồi đó, nó ỷ cái đồng đô la của nó mạnh đó, cái đồng ngoại tệ của nó, cái đồng tiền của nó. Cho nên rất là nguy hiểm, chơi với Mỹ nó là con dao hai lưỡi. Tôi ở đất Mỹ này chứ tôi chưa bao giờ tôi tin Mỹ, tôi nói thiệt với anh chị mà chưa bao giờ tôi tin nó, chưa bao giờ. Tôi có chửi lộn với nó hơi bị nhiều. Nhiều thằng nó bự chà bá vậy. Tôi nói mày ngon mày đánh nó đi. Có lần tôi nói với các bạn, tôi đánh lộn với nó mà nó bự như con voi vậy, mà tôi chưa đánh nó mà tôi chỉ mới có xong tới thôi mà tôi bị cảnh sát bắt còng lại. Tại Mỹ này thằng nào mà gây sự trước là cảnh sát nó còng đó trước à. Chứ không phải giỡn đâu. Tôi chưa bao giờ mà phức phục tụi Mỹ này. Tôi chơi với nó, tôi sống với nó thì chơi gì đó. Các bạn biết ngay cả cái khu tôi ở gì đó, nhưng mà mấy cái khu mà dân của tụi Mỹ nó ở vòng vòng đó, tôi ở gì đó, nhưng mà không bao giờ tôi hòa thận, không phải là không hòa thận. Tụi nó thấy mình cái thằng này dân châu Á đâu mà sao mà sang nước nó mà mình lại có đời sống nhà cửa rồi như vậy, nó cũng ganh tị anh chị các bạn, nó ganh tị. Nhiều khi nó đi nó nói những câu mình sốc lắm. Cho nên tôi xây hàng rào cao cổng hết trơn à. Không chơi. Không có chơi với mấy thằng ngay cả khu mà xung quanh đó nữa. Nhiều khi vẫy tay chào một cái rồi vậy thôi à. Cái cách của nó nói chuyện mình nghe mình cũng nhìn mình cũng biết cái cách nó nói thì nghe thì ghét lắm. Nó nói nó làm mình nhiều khi cũng bực mình lắm. Nó làm giống như mình của ông nội cha nó là mình ăn vậy. Mà mình làm mình cũng đóng thế. Như cái bà mà tôi mua cái miếng đất mà tôi cất cái nhà như vậy, cái chỗ mà tôi đang ở anh chị các bạn, hồi xưa con của bà bị mắc nợ, mình mua mình bán cái mình mua rồi mà cứ bà qua cái lâu lâu bà đi ngang bà nói giờ mày cái nhà này hồi xưa nhờ của tao mà tao bán cho mày giá đó giờ mày mới có. Nói hồi xưa mà bà không bán cho tôi là ngân hàng nó kéo nguyên miếng đất của bà rồi chứ ở đó. nó gọi là nó treo là xì nó treo là sao? Các bạn biết cái ganh tị của nó. Tại mình da màu mà, mình da màu, nó là người da trắng à, nó ở cái nước này từ hồi nhỏ nó lớn nó sanh nó đẻ ở đây mà trong khi đó nó không bằng mình. Các bạn thấy đời sống nhà cửa của nó, con cái gia đình của nó,
không bằng mình, nó ganh tị lắm chứ phải ấy đâu. Bên ngoài nó cười cười, nó nói chuyện vậy đó, mình tin nó là chết. Thôi thì lại mình chia sẻ với anh chị các bạn tới đây, ngày mai lại mình sẽ chia sẻ về vấn đề kinh tế để anh chị các bạn thấy. Bữa nay lại mình chia sẻ về vấn đề mà súng ống đạn dược ở bên Mỹ. Ngày mai, tại vì gần mấy hôm nay thì vấn đề kinh tế nó bất ổn á. Khi tôi thấy một số anh chị các bạn trong nước hay là một số người cảm thấy rất là hoang mang, thì tôi thấy cái đó bình thường, cũng chẳng có gì lạ cả. Tư bản Mỹ mà, ngày mai tôi sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề kinh tế, mà vấn đề mà Trung Quốc nó cắt cái đồng nhân tệ của nó, và kinh tế Việt Nam như thế nào. Kinh tế Việt Nam nói chung theo tôi theo dõi ổn định lắm anh chị các bạn, rất là tốt, rất là tốt. Tôi theo dõi hàng ngày hàng giờ luôn, lúc nào tôi cũng bấm máy tôi coi anh chị các bạn, tuyệt vời. Mặc dù kinh tế của quốc tế của Mỹ nó chao đảo, tôi nói anh chị các bạn nha, kinh tế thị trường kinh tế của Việt Nam mình có chứng khoán ở New York mà anh chị các bạn, mình có chứng khoán, tôi theo dõi rất là ổn định, rất nhẹ thôi, rất là nhẹ, mà mình không có si nhê gì cả. Ngày mai là mình sẽ đầu đi sâu vào vấn đề này để anh chị các bạn thấy sự ổn định kinh tế của Việt Nam như thế nào. Thôi thì tới đây xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.